Cái bài trời 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 trời. Lubu, hai Lubu. Ok, Nubanubu. Nubanubu và đăng quang đăng quang. Phạm Duẩn, rành đất sét. Hai con mà vẫn chưa lên được. Hai con rồi mà vẫn chưa lên. Ấy, kéo 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 bùa, kéo bùa. Chơi 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 em ơi. Nhờ đó, nhờ đó, nhờ thề ra, thề ra. Thề hiện, kéo. Hai lần chết rồi, đi đi. Xin trả lại cho đời. Vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Đủ má nhờn à. Như Nubu. Quỳnh, ngủ đi thầy. Nubu đòi pha mà Nubu đòi ba về Nubu, Nubu à. Lộp 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 lộp. Nubu, Nubu và đang qua, đang qua. Chửi, 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 chửi. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Thôi lùi em ơi, lùi em ơi. Lidiana ra. Đánh là mình không có được bánh quấn rồi không? Được em đánh với mày này đánh khác thì đánh với giành vàng đâu mà. Mình giành vàng ba, bạc ba. Ok. Quỳnh Ngọc Đại, cho em cái lỗ tai của thầy đi. Trời trời trời. Thầy có đúng có cái bìu khô đây này, ăn thì ăn. Lỗ tai để đeo 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 tai phone rồi nhá. Ui, chơi game để nó ăn con nhỏ mày. Như nhà nó vậy. Thầy giỡn à? Thằng Chí Cuba đen này. SUD Chí Cuba đen. Qua đây luôn, qua đây luôn. Hoa Duông, nào lên thách đấu cho em chụp hình nhà thầy. Nhìn thầy non non vậy chứ thì là idol. Wow, rõ ngoài thách đấu thầy đánh lúc nào cho được. Không nhờ đồng rồi thầy lên thách đấu không ạ? Đang chạy hát ấy, hỏi Chí Cuba đen ấy. Mấy hôm nay đánh game gặp Chí Cuba đen. À, trưa nay game đánh game gặp Chí Cuba đen mà bị mất mic. Đéo hiểu quá, chửi nhau với thằng nào mất mic các bạn. Dối với thầy. Nguyễn Hưng, thầy có chào Hưng Đại Bàng không hay mất lỗ tai? Làm thì đéo làm gì đừng có ra mít farm nhá. Mấy ông cóc chả làm cái bìu gì. Đừng mà cứ ra mít farm mà tí ai gánh nổi. Thấy không em? Thái Hưng, chào ẹc chào chị Google. Hi em. Hello Hưng nhá. Xa Hưng thì nhớ bên Hưng thì hay rồi hơn. Lộ mai, lộ mai, lộ mai, nó hết chiều kìa, nó hết chiều kìa. Thiệt à. Tân Nguyễn, thầy ơi thầy chơi ra ta bay giữa ngân hà đi thầy. Sao mình ăn được thằng đồ má nó bật luôn cái chiều cuối nó ăn đúng súc sinh luôn các bạn. Nếu không đỡ được mới phải thảm như như ai lập 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 ú bật à. Hà Nguyễn Việt Anh, thầy bắp bẩn mặt cười lộn ruột đều tiếng mặt. Thằng Khánh qua đấy đéo bắn AD nó đi, đủ má choáng AD nó một phát nó chết rồi đéo bắn đi xuống. Thôi cút con mẹ đi. Đủ má tôi lính mít đấy rồi mất tầm 3 tôn rồi đấy. Đủ má làm đéo làm cái gì đâu. Cứ me me ra lính mít thôi. Thầy tham đéo tả nổi luôn thật. Mày cà biu. Đéo hiểu được. Chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi AD. Thầy sợ chết à, chơi đi. Con đây nào. Đánh thầy. Thôi nghỉ đi. Này, hết chiều, hết chiều, hết chiều. Hết chiều rồi. Và đấy không lên bán Trần nó đi. Trần Minh Quân, thầy có bán khô bìu không chiều, thầy? Em hết chiều thầy. Anh em hết chiều. Anh toàn kéo em. Ok con gà đét, em lên em đánh đi, em lên em đánh đi. Chết đúng quá thầy chịu, chơi đi. Lên bắn luôn. Đúng rồi, lập đi. Ai? Nam Thành tích đấu. Lê Hữu Tấn, Trần Ngân thầy cóc đầu ngân ai, cho thầy ai, hai cục chì. Ai cái đéo gì làm như là làm ghê lắm chứ ai. Tí thầy nhớ tích cho em nè. Cứu thầy này. Ừ. Chơi Không thể cứu nổi luôn. Ủa tỉ mấy đấy ông cóc. Ai thầy ạ. Nam Khánh top 48 thách đấu, tí thầy nhớ tích ạc thầy nha. Top 48 thách đấu. Đừng bao giờ nói chuyện thách đấu với thầy, thật sự. Đừng bao giờ nói chuyện thách đấu với thầy với ạ. Chơi thầy. Nó đéo đủ gọi là đẳng cấp để nói chuyện. Hi thay.
Phải không? Nó không đủ cái trình để nói chuyện với thể bạc thật. Đánh nếu mà người chơi gọi là SBL làm việc. Ủa thầy đi ra thấy. Nó chết rồi, nó dính cái đấy. Quán thì đi ra chứ. Ôi Win lẹ đi, mấy ngày đánh non quá, mấy ngày cái chỉnh non nó đánh không có đủ đẳng cấp. Thầy nó quá đúng luôn, thật sự chỉ có Nam Khánh với Sương Nam đánh với thầy được. Thầy game này em mới đi thầy kết bạn thầy nhá. Có thách đấu không? Thầy hả? Có thách đấu không? Có thách đấu mà. Thành Đạt thầy lên băng xương ao nhây đi thầy, thầy mặt cười. Thầy đúng rồi, trời ai á. Nó trong bụi đây, nó trong bụi nè. Chơi game hack map thật sự không muốn khoe khoang đâu thầy. Thầy mặt ngu ngu mà gớm hết thầy ơi. Phan Tuấn Anh, game này cô xóa game à thầy. Thằng Bắc đúng quá, đúng xúc xích luôn, đổ quá, nó chưa có chiếu chơi quần quà ta. Chơi luôn em sợ biểu hiện, đủ quá nhiều nè. Thầy đeo sợ, em sợ gì? Thầy không có sách lại cứ đi chơi người khác thầy. Chơi đi, thằng lột mập đâu. Trời ơi, đồ má thầy chưa bao giờ thấy thấy một thằng nào mà chơi game mà nhát như thằng này luôn á. 70% máu cầm môn đồ đắc. Đi chạy về thì chơi game làm cái bìu gì thôi, đi miếng về đi, ăn đi miếng về đi. Về thì về mẹ đi. Chào em cho tình cảm đi lên đi thầy. Ơ à. Game dễ. Ơ à. Thầy ơi. Đúng xúc sinh đấu má, người ta vào vào phụ đam mà ai ngờ đấu má thầy ném thường á, cái bài đấy ném thường đấy nhá. Thầy lên một đống AP chẳng mà thầy đi phụ rất thầy luôn. Vậy đang thầy không lên sách mà thầy chơi à, thầy lên sách rồi thật sự thầy đúng ý thức của thầy. Thành Son, shop thầy có bán ơ cao full skin mà 50k không? Thầy căng ấy. Ok, tem hút bẩn nữa, ui em đang vét hết này. Chơi đi, lập đi, thầy giúp em đây. Đánh đi em, đâu rồi, em biết đâu rồi. Em thì lúc lồn nó cũng em hết, không lấy đầu. Ai nhờ? Em phụ, thầy hết rồi thầy. À, mega kill. Chào nhau cái đi thầy cho tình cảm đi lên đi thầy không mất cái lỗ tai. Em đánh em gáy quả thầy, em bắn quả hết rồi thầy, không làm được việc. Hello Nam Khánh nhờ. Ơ, Joker. Thằng Joker nó cay thầy kìa. Thằng Joker nó kêu thầy ngu mà được cái ăn may à. Đố má rớt giờ cóc. Thầy bảo rồi, cứ thách đấu ra ngoài mà thách đấu là kết bạn. Thầy có bao giờ mà thầy okay, không. Ok thầy đấy à. Thầy có bao giờ chảnh với các bạn đâu, thách đấu là ok. Ui ngộ ôi, không. Thái Hưng, không biết shop thầy có gì để em mua hết cái shop của thầy. Thằng FB đâu, đi ra đây như thế nào. Thầy hết à. Ghê trời, em đang cứu thầy nè. Thầy hết ra. Thầy chết mẹ thầy. Thầy chết rồi, thầy sống thế nào được. Thầy hết ra, cân ba. Gớm trời. Mặt thầy nhìn Khoa Dương, em đã công nhận tài năng của thầy. Đúng má, nghĩ sao mà cân ba các bạn. Cân ba mà thằng Adante tí chết luôn á. Đúng má, Adante nó chưa chết kiểu cay ấy. Cân ba giết hai. Thật độc thế giới. Nhờn với chúng tôi. Nhờn với chúng tôi nè. Thật sự thầy thì em bắn ra cái tay này nhá, nhìn bắn này. 1, 2. Chiếu hết rồi, chiếu hết. Đoàn Thảo, cần bà ai đi? Má, cần bà. Đây, đứng gần thầy nè. Đấy, em bảo nó, tao bè đâu, thầy bắn này, bẹt hai bẹt cái đầu, vỗ đầu. Ủa thầy, yêu thầy. Hết chiều cuối ổng cóc. Ngộ không chơi luôn, ngộ không đủ má thầy trả thù rồi, ngộ không chơi nó đủ má nhiều rồi, lúc mua ấy thể hiện Joker non quá, Joker Phan Minh Phú Joker đánh non quá, đánh non mà cứ thích khoe khoang không phải à, chết thì thách đấu đánh con AD quá tở luôn, không làm được cái gì. 72 729 thể hiện mệt. Bắn luôn đi. Có chụp cuối không? Khắc Thanh, em chào thầy giáo ẹt ẹt ẹt. Mấy lần nhớ ghét mình rồi ra. Hết chiều rồi. Ui, Docker. Không đi sớm, làm ơn đi. Làm ơn đi.
Như Quỳnh, Google đi thầy đánh nữa lờ ghi. Kéo ơi! Thầy ơi, thầy sắp đi thầy ạ, con mắc ra thầy ngú đó thầy ơi. Ao dây! Con mắc ra thầy ngú thầy ơi. Ao dây! À, giết luôn là ra đi lên à, thần đồng thế giới, thần đồng thế giới. Ui trời ơi. Khoa Dương, thầy ơi làm sao để CS lại fan cứng? Hello Khoa Dương kìa. Đó cái FC là các bạn comment tương tác là nó tự lên mà các bạn, đơn giản vậy đấy. Game nó dễ lắm, đánh với thầy game nó dễ lắm thật sự các bạn. Đánh với cái danh, nói cái danh này thầy nó thật các bạn. Có muốn giết mấy này hay không thôi. Cái trò chơi của thầy tạo ra mà còn không làm được việc nữa. Grack đâu? Grack thì thầy mình kéo hay hết các bạn. Viết chín, ao nhây, mặt cười chảy nước. Đánh cái này, sớm quá. Hello anh em nhá, đánh con này nó vẫn là một cái gì đó, nó kiệt tác các bạn hiểu không? Nó bao map mẹ, nó xả đam rồi rơi vào tầm mấy chục tấn đam rồi. Game này chắc phải tầm 50 tấn đam. MVP thì chắc chắn rồi. Cái bán này mà không MVP thì chắc biết lỗi ai luôn.